vào nông mông ngang với mông quả táo uni, xỏ hai chân vào dây, chống với chân sàn với tư thế plank, hai đầu gối chạm đất, nông ngang bắp chân lên hai bên, luân phiên hai bên chân, 3, 2, 1 vào. Rồi bắt đầu nâng ngang lên, nâng với bắp chân song song với sàn nhà, gồng và siết cơ mông lại, xuống hít vào lên thở ra, cảm nhận nâng đều, hít thở, nâng lên nào, nâng đều lên, rồi đổi bên, nâng bên chân bên trái, có thể chống khuỷu tay xuống, rồi nâng lên, cảm nhận gồng cơ mông kéo ngang lên, đặt cái phần cơ hông ấy. Rồi mình nâng tiếp bên nào, còn 9 giây, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, tốt.